giải pháp tốt nhất cho các công trình quy mô lớn là gì? Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu siêu phẩm mới năm 2023, đó là tấm bê tông nhẹ News World. Các sản phẩm chính bao gồm tấm tường có thép News World TD3, chủ yếu là loại tấm dày 7cm và 10cm, thay thế gạch xây để làm tường trong, tường bao ngoài công trình. Tấm sàn New Panel có thép D3, D6, chủ yếu là tấm dày 7cm và 10cm, thay thế sàn bê tông cốt thép và sàn DES. Tổ hợp dầm sàn UB7 cung cấp cả dầm và sàn đồng bộ, dầm vượt nhịp 3m. Lý do bạn nên chọn tấm bê tông nhẹ News World loại thép D3. Thứ nhất, trọng lượng nhẹ. Tấm tường bê tông nhẹ News World có trọng lượng nhẹ 920kg trên mét khối, nên giảm được kết cấu lực, chịu lực và móng cọc cho công trình. Tấm bê tông nhẹ News World nhẹ hơn cả nước, bạn có tin không? Đây là tấm tường bê tông nhẹ News World được bỏ vào bể cá. Trọng lượng của tấm bê tông nhẹ nên đã nổi trên bề mặt nước. Do trọng lượng tấm tường bê tông nhẹ News World nhẹ nên tải trọng tĩnh của công trình giảm so với phương án dùng vật liệu khác. Đặc biệt, khi đưa sản phẩm News World vào từ giai đoạn thiết kế công trình, chúng ta sẽ giảm được chi phí tương đối lớn cho phần kết cấu chịu lực, móng cọc của công trình. Thứ hai, không bị thấm nước, hút nước, mao dẫn nên làm được tường bao ngoài và tường khu vệ sinh. Tấm tường bê tông nhẹ có loại thép của News World tuyệt đối không bị thấm nước. Độ hút nước cũng rất nhỏ, khả năng hút nước của gạch đỏ là 15%, gạch bê tông chân áp AAC là 35%, trong khi đó tấm bê tông nhẹ EBS chỉ là 8,9%. Điều này chứng minh rằng sản phẩm có thể sử dụng được trong môi trường có độ ẩm cao như nhà tắm, toilet. Và đặc biệt, chỉ có tấm News World có thể yên tâm làm tường bao ngoài công trình mà không lo vấn đề bị thấm. Thứ ba, tiến độ thi công nhanh gấp 2 đến 3 lần so với xe chát truyền thống, không phải chát vữa và đợi khô. Do lắp các tấm có kích thước phổ lớn dài 2m nên sẽ nhanh hơn rất nhiều so với xe gạch, gạch đỏ hoặc gạch block. Mặt khác, sử dụng tấm tường có loại thép của News World, bạn sẽ không cần phải chát vữa như xe gạch truyền thống. Không cần đợi lớp chát vữa khô mà có thể thi công các công đoạn hoàn thiện tiếp theo như sơn bã, kể cả khi thời tiết mưa nồm, độ ẩm cao. Do đó, tiến độ thi công sẽ được đẩy nhanh lên rất nhiều. Thứ tư, mặt bằng thi công sạch sẽ. Thi công hệ thống MI trên tường bê tông nhẹ News World rất đơn giản như với tường gạch xây truyền thống, rất nhanh chóng và tiện lợi. Thứ năm, chống cháy và cách âm. Chịu lửa trên 120 phút đạt QCVN 06-2010 về BCCC. Độ dẫn nhiệt thấp hơn 0,4W trên mét Kelvin. Khả năng cách âm hơn 40dB đạt QCVN 05-2008. Thứ 6. Khả năng liên kết tốt. Liên kết tốt với gạch ốp lát, sơn bã, hoàn thiện và giấy dán tường. Thứ 7. Keo đồ nặng tốt. Tấm tường News World có khả năng keo các vật nặng tốt như tủ bếp, điều hòa, TV, bình nóng lạnh. Khách hàng có thể yên tâm treo bất cứ đồ vật gì lên tường News World khi tuân thủ đúng quy định thi công treo đồ của chúng tôi. Thứ 8. Tiết kiệm chi phí. Sử dụng tấm tường bê tông nhẹ News World sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều chi phí như chi phí cho phần móng cọc, kết cấu chịu lực. Tiến độ thi công được đẩy nhanh lên gấp 2 đến 3 lần. Sử dụng ít thợ thi công hơn so với phương án truyền thống, nên tổng thể sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm được chi phí đầu tư công trình. Dự án tiêu biểu: chung cư cao cấp Landmark 3, Vinhome Central Park, địa điểm tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp sử dụng tấm tường bê tông nhẹ News World thay cho tường gạch xây. Dự án chung cư cao cấp Stellar Gardens, địa điểm 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội. Giải pháp sử dụng tấm tường bê tông nhẹ News World thay cho tường gạch xây. Dự án hệ thống trường phổ thông liên cấp Alpha School, địa điểm khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội. Giải pháp sử dụng tấm tường bê tông nhẹ News World thay cho tường gạch xây. Sau đây là một số kết quả thí nghiệm giấy chứng nhận phù hợp chuẩn PS 52342-1992, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện BCCC. Kết quả thí nghiệm kiểm tra cường độ nén của bê tông. Sau Việt Rút là đơn vị xây dựng trọn gói tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội và Đồng Nai. Chi nhánh thương mại của Sao Việt Group đã ký kết hợp đồng cùng News World là nhà phân phối tại Nam Định và Hà Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo hotline 0931 792 795. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì nhớ like và theo dõi kênh của Sao Việt nhé.